Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư nha. Em Lâm kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Cũng như anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like và thả cho em một quả tim nha. Thì hôm nay có gì anh chị? Trong room khách hàng thì có gì? Thì mình giới thiệu sơ qua cho anh chị nhà đầu tư tí và chuẩn bị kế hoạch cho quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha. Thì ở đây thì sáng hôm nay thì mình có chia sẻ với anh chị nhà đầu tư rồi nha anh chị. Về cái nhận định thị trường sáng hôm nay mình có nói rõ rồi. Anh chị nhà đầu tư phải hết sức thận trọng đối với thị trường và xu hướng phòng thủ cao nha anh chị. Xu hướng phòng thủ thị trường bắt đầu nó phân hóa, có một số mã cổ phiếu lớn ngân hàng chạy, nhưng mà tuy nhiên là một số cái mã cổ phiếu nó có xu hướng gãy trend như là đầu tư công rồi chẳng hạn. Thì anh chị nhà đầu tư thấy đầu tư công này có một số mã cổ phiếu nó thiếu thép này, nó gãy trend này, thì mình phải chú ý nha anh chị, đó là những cái tín hiệu đầu tiên để thị trường có thể là đảo chiều. Thì sau đó em có nói một câu là cũng như là nói đùa, vừa nói đùa vừa nói thật anh chị. Thì anh chị nhà đầu tư thấy là tình dục nó cũng khá giống như là trong đầu tư chứng khoán anh chị. Khi mọi người cảm thấy thoải mái thì thoải mái nhất thì cũng là lúc cuộc vui sắp tàn. Thì anh chị thấy là tương đối đúng chính xác với câu nói này nha anh chị. Mỗi lần mà nhà đầu tư cảm thấy thoải mái an tâm thì khả năng rất cao thị trường nó sẽ có những cái pha đảo hoặc là những cái pha điều chỉnh. Anh chị thấy không? Anh chị phải bám sát theo những cái tín hiệu đẹp thì em sẽ cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư. Thì chiều hôm nay thì nó có cái mã cổ phiếu VCG trần, thì cái vấn đề về cái gói thầu của sân bay Long Thành thì ngày 18 17 tháng 8 thì mình đã 17 tháng 7 thì mình đã nói về cái cổ phiếu này rồi anh chị, 17 tháng 7 nha anh chị. Mình đã nói VCG chính thức trúng thầu rồi, thì lúc đó sau đó là một hai phiên thì nó có thông tin đồn ra, sau đó là gì anh chị, sau đó là nó lại đấu truyền thông đối với CTD, cuối cùng là hôm nay thì thông tin chính thức ra. Tuy nhiên thì anh chị nhà đầu tư thấy là mình nắm bắt thông tin khá là nhanh nha anh chị, khá là nhanh, thành ra là những cái mặt cổ phiếu này thì em đã phán đoán và đánh giá khá cao đối với VCG rồi nha anh chị. Về xu hướng thì VCG có thể là tiếp bước đi tiếp trong giai đoạn sắp tới thôi. Ok mọi người nha, thì bây giờ là tình hình là như thế nào và thị trường của mình như thế nào để cho anh chị nhà đầu tư là về tới đâu anh chị bắt được. Thì cái câu chuyện ở mấy ngày hôm nay á, mình khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư phòng thủ, và mình nói không chỉ trên room khách hàng, mình nói rất nhiều nơi, mình nói anh chị nhà đầu tư phải phòng thủ nha anh chị, phải phòng thủ để mà có tiền bắt lại ở bên dưới. Thì bây giờ anh chị nhà đầu tư thấy mình nói chính xác rồi anh chị, tối hôm qua mình đã khuyên cho anh chị nhà đầu tư rồi. Thì bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, thì dòng tiền mình nghĩ là anh chị nhà đầu tư đã cân đối rồi, tỷ lệ margin rồi, anh chị nhà đầu tư phân bổ tốt rồi. Bây giờ tập trung vào đâu anh chị? Đó là tìm kiếm cơ hội trên thị trường để mà giao dịch tốt hơn trong giai đoạn sắp tới. Thì ở đây thì như thế nào? Thì đầu tiên thì bắt thì mình sẽ bắt cái dòng bất động sản trước nha anh chị, mình sẽ bắt dòng bất động sản chứng khoán trước. Hai cái nhóm ngành này, hai dòng này mình sẽ bắt trước nha anh chị. Ưu tiên bắt hai cái nhóm ngành này. Về cái thị trường thì mình nghĩ là nó sẽ giảm điểm không sâu được anh chị, nó sẽ giảm điểm không sâu tại vì nó không có thông tin gì quá xấu và cái lượng tiền đổ vào thị trường nhiều quá thì nó sẽ giảm điểm không sâu. Mình sẽ không nhìn vào trực tiếp vào cái điểm số thị trường để mình bắt cổ phiếu, mà mình sẽ nhìn vào từng mã cổ phiếu một để mình tham gia và bắt hỗ trợ nha anh chị, tham gia bắt hỗ trợ khi nó có những pha điều chỉnh. Thì chứng khoán và bất động sản thì mình sẽ bắt đầu tiên, thì mình sẽ thay đổi từ HCM, mình sẽ dịch chuyển qua một cái mã cổ phiếu chứng khoán khác để mà mình có thể tập trung giao dịch trong những cái mã trong những giai đoạn sơ tới nha anh chị. Nên thành ra anh chị nhà đầu tư chuẩn bị sẵn sàng tiền cho em để đánh cùng em một cái trận này. Trận này là trận xích bích cuối năm này, nó sẽ mang tới một cái lợi nhuận khủng khiếp cho quý anh chị nhà đầu tư, và cái sự kỳ vọng của cái trận này thanh khoản sẽ lên tầm cỡ 2 tỷ đô. Nếu như thị trường tạo đỉnh thì thị trường có thể đạt được thanh khoản 2 tỷ đô. Thì bây giờ là thị trường nó 2 tỷ đô thì mình anh em mình cũng phải chia nhau một phần nào đó nha anh chị, anh em mình phải có ăn và chia nhau một phần nào đó. Anh chị hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với em, kề vai sát cánh với em cái trận đấu này để mà định giang sơn trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Ok mọi người cố gắng làm sao đó xây dựng lại danh mục và chuẩn bị cho em một cái lượng tiền mặt một hai phiên giao dịch nữa thôi, thị trường nó xuống cổ phiếu nó về lại những cái điểm phù hợp thì chuẩn bị tham gia vào nha anh chị. Chứng khoán bất động sản canh bắt đầu tiên không, sau đó là còn tiền canh bắt thép sau, nhưng mà chứng khoán bất động sản là anh chị nhà đầu tư phải đánh đạt, tại vì cái sóng của cái chứng khoán nó còn một đoạn nữa nha anh chị, nó còn một sóng nữa, sóng rất mạnh. Thì về cái mặt ngắn hạn của thị trường thì khả năng thị trường sẽ điều chỉnh không sâu đâu, có thể bèo thì nó sẽ xa quá thì nó có thể test lại 1.200 điểm thôi, sau đó là nó sẽ dừng lại ở đâu đó, dừng lại ở đâu đó. Nếu như mà sâu thì nó có thể về là
1.200 để nó test lại chỗ này, thì nó về tới 1.200 thì anh chị thấy còn 17 điểm nữa thôi, thì mình phải sẵn sàng và mình không nhìn vào điểm số thị trường để mình giao dịch nha anh chị, mà mình nhìn trực tiếp vào những cái mã cổ phiếu để mình bắt ở trong giai đoạn này, những mã cổ phiếu gì hỗ trợ trước, những mã cổ phiếu có xu hướng thu hút dòng tiền, những mã cổ phiếu có tầm nhìn từ đây đến cuối năm vượt trội và những cái mã cổ phiếu có game từ đây đến cuối năm, thì mình sẽ ưu tiên tham gia vô trước và đừng chần chừ nữa nha anh chị. Đây là cơ hội cuối cho anh chị nhà đầu tư rồi, mình đã chia sẻ nói rất nhiều với anh chị nhà đầu tư rồi, anh chị phải mạnh mẽ, phải nắm bắt cơ hội ở trong giai đoạn này và phải đi cùng mình để mà kiếm thật nhiều lợi nhuận trong giai đoạn sắp tới. Mình bảo đảm với anh chị nhà đầu tư luôn là từ đây tới Tết mình làm sao đó xây dựng cho anh chị một cái danh mục hoàn hảo nhất và kiếm thật nhiều tiền nhất ở trong giai đoạn này nha anh chị. Anh chị nhà đầu tư nào mà né được cái nhịp điều chỉnh này thì anh chị nhà đầu tư có thể là cảm ơn mình nha anh chị. Mình đã nói chị nhà đầu tư là phải bán trong lúc người ta hưng phấn, người ta đang sung sướng kìa, chờ chỉnh bán được anh chị, chờ chỉnh bán được, và 1-2 phiên tới nữa là anh em mình sẽ ăn cơm không, chuẩn bị sức khỏe không, chuẩn bị xuất trận nha anh chị, đánh một cái trận giống như là vua Quang Trung ngày trước mà đánh trận xong là để mà về ăn Tết anh chị. Thật ra là chị nhà đầu tư cố gắng là chuẩn bị sẵn sàng nha anh chị, chuẩn bị sẵn sàng để mà đánh một cái trận cuối năm này, một trận tuyệt vời không, anh chị nhà đầu tư có thể về bờ, anh chị có thể kiếm được nhiều lợi nhuận gì đó. Mình bảo đảm với anh chị nhà đầu tư, anh chị sẽ có những cái mã cổ phiếu tốt nhất của thị trường ở trong cái giai đoạn sắp tới, và những cái mã cổ phiếu nó sẽ vượt trội nhất nha anh chị, vượt trội nhất. Chuẩn bị sẵn sàng cho em, cố lên nha anh chị, có gì liên hệ ngay với em nha, em sẽ công bố cái danh mục chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn sắp tới. Mà nói anh chị nhà đầu tư mấy phiên giao dịch này rồi, phòng thủ, anh chị không phòng thủ là anh chị nhà đầu tư sẽ mất hết lợi nhuận. Khuyên anh chị nhà đầu tư rất nhiều rồi. Rồi hôm nay thì anh chị nhà đầu tư bắt đầu là thấy Lâm nó nói cũng đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Bây giờ anh chị thấy thị trường chỉnh, anh chị mới thấy Lâm nói đúng rồi. Nhưng mà lúc nó chưa chỉnh thì anh chị nhà đầu tư chưa tin đâu, tại vì anh chị còn quá là sung. Bây giờ anh chị nhà đầu tư thấy tương đối đúng rồi. Ok, thì mai mốt anh chị sẽ thấy mình đúng hơn nữa, là mua được những cái mã cổ phiếu tốt, mua được những cái danh mục tốt, và đặc biệt là bắt gần đúng đáy ở trong giai đoạn này. Anh chị mình không bao giờ mình nói mình sẽ bắt đúng đáy, chị không bao giờ bán được đúng đỉnh và không bán được đúng đáy đâu. Bắt được đúng đáy đâu, chỉ có lưng chừng nữa thôi. Và bắt như thế nào, xây dựng danh mục như thế nào, cách bắt như thế nào cho nó hiệu quả, để làm sao cái giá trị của mình nó thấp nhất có thể. Và một trong những vấn đề chia sẻ với chị nhà đầu tư, cố gắng lên nha anh chị, liên hệ ngay với em để được hỗ trợ. Bye bye, xin chào, chúc mọi người ăn tối ngon miệng, hẹn gặp lại mọi người vào tối hôm nay.